Vâng, xin chào tất cả quý chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Hải Dương nhé. Đầu năm mới em xin chúc tất cả quý vị và các anh chị một cái năm mới an khang thịnh vượng. Thật là may mắn nhờ trong công việc. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, mùng 4 Tết, em xin giới thiệu một cái mẫu xe BMW 325i được sản xuất năm 2005, số tự động với cái động cơ của nó là 2.5 mọi người nhé, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức. Một mẫu xe nhập khẩu form dáng mới, form mới với động cơ 2.5 rất là khỏe khoắn. Tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đâu. Biển cũng rất là đẹp, 3234 325i này. Form dáng rất là đẹp luôn mọi người nhé, form mới rồi. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức. Cái bộ la răng của nó nhìn rất là đẹp. Tông màu đen nguyên bản, một chiếc xe hoàn toàn không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, máy zin. Form dáng rất là đẹp mọi người nhé. Phanh đĩa 4 bánh, cân bằng điện tử, rồi ABS đầy đủ, la răng đúc, đa chấu 4 bánh. Form dáng rất là đẹp, form mới mọi người nhé. Giá của nó rất là hợp lý cho anh chị nào mà về để đi chơi, làm xe hoa thì rất là ok. Chạy cái dòng này thì nó rất là khỏe. Đấy, và nó lành, rất là lành mọi người nhé. Gương kính chỉnh điện, tổng lưng hạ kính. Điện là auto hết mọi người nhé. Gương kính chỉnh điện này. Đấy. Có chế độ đèn auto này, gạt mưa auto, số tự động. Đây số tự động mọi người nhé. Tất cả nguyên bản, nội thất con này nó là nguyên bản 100%. Ghế da còn nguyên bản theo xe mọi người nhé. Đây, da có nguyên bản theo xe, đã được chủ xe bọc thêm cái lớp này vào thì nó sẽ giữ được cái bộ da được lâu hơn, không xước xác gì cả. Và anh chị nào mà quan tâm cái mẫu BMW 325i này thì alo cho em Quang theo số điện thoại là 0358 286 286 em Quang Hải Dương nhé. Form dáng rất là đẹp luôn. Phần đầu xe các bác nhìn này, cái phần mắt đèn nhá, nhìn nó rất là giống cái dòng 5CD. Đấy. Lưới tản nhiệt này, biểu tượng rất là cân đối luôn, nguyên bản nhá. Một con xe là hoặc em cam kết là không tai nạn đâm đụng gì cả đấy nhá, không hề mất phân cơ chỉ nào. Đèn bi xê lông này. Đấy. Và bóng halogen. Đăng kiểm mới đăng kiểm xong đến tháng 7 năm 2020. Sinh nhan tích hợp trên hông, trên tay xe rất là tiện lợi. Động cơ 2.5 mọi người nhé, 2.5 đấy. Tất cả hoạt động bình thường. Ba vùng điều hòa riêng biệt này, điều hòa mọi người nhé, điều hòa auto. Đấy, màn hình trên này này, màn hình theo xe luôn. Âm thanh này nghe rất là hay. Vô lăng ba chấu thì rất là thể thao ấy. Và có chế độ ga điện tử mọi người nhé. Ga điện ga tự động, giới hạn tốc độ. Đấy. 4 túi khí canh xe, 6 túi khí canh xe thì phải. Đúng rồi, 6 túi khí canh xe mọi người nhé. Đấy. Rất là an toàn luôn. Cái dòng BMW thì nó là cái dòng thiên về cái độ an toàn cho người lái. Cốp của nó rất là rộng. Đây mọi người nhìn nhé, nguyên bản hết. Đây là cái biển cũ người ta, là cũ người ta thay một cái biển mới vào, xin cấp lại. Đấy. Xe được chủ xe bảo dưỡng rất cẩn thận mọi người nhé, tiêu chỉ không hề mất phân nào cả. Một chiếc xe hoàn toàn em cam kết là không thể tai nạn đâm đụng gì cả mọi người nhé. Cốp mở điện này. Đây hệ thống gập của nó đây, rất là sạch sẽ luôn. Hệ thống treo này cực kỳ chắc chắn. Sẽ nổ máy cho các bác xem. Đấy, hoàn toàn không báo một, không hề báo một cái lỗi nhỏ nào trên mặt táp lô cả. Xe đi được 17 vạn mọi người nhé, 17 vạn. Nổ rất là êm ái luôn, vòng tua nổ rất là êm luôn. Rất là êm ái.
âm thanh này nghe rất là hay. Tất cả hoạt động bình thường nhé mọi người nhé. Kiểm tra check của nó nè. Tất cả hoạt động bình thường. Cốp của nó đây. Đấy, nó báo dầu đang thiếu một chút nữa, khoảng tầm khoảng nửa lít nữa. Đấy, đây là than dầu điện tử mọi người nhé. Than dầu điện tử chứ không phải là que than dầu như phổ thông đấy, như dòng xe rất là thông minh luôn. Than dầu điện tử đây, máy nổ rất là êm luôn, cực kỳ êm luôn mọi người nhé. 6 máy, máy dọc đấy. Rất là êm ái luôn. Máy em đang nổ mọi người nhé. Đấy, số khung số máy đầy đủ ra. Cực kỳ là êm luôn. Và đây là tổng thành con BMW 325i vừa giới thiệu tất cả quý chị và bác. Và các bạn thì anh chị làm quan tâm cái mẫu xe BMW 325i này thì alo cho em cho số điện thoại là 0358 286 286. Giá của chiếc BMW 325i này thì đang được bên em bán với mức giá là 290 triệu đồng. 290 triệu mọi người nhé. Giá trên là đã bao gồm phí rút hồ sơ rồi. Và chỉ anh chị chỉ việc đi thôi, không phải làm bất kỳ hạng mục gì cả. Ngoài xe thì nó có vài cái vết xước nhỏ. Thì sau cái video này ăn Tết xong thì khoảng mùng 6 là thợ người ta làm, thì em sẽ mang đi tỉa sơn và đánh bóng cả xe. Đấy, về anh chị chỉ việc sẵn đi thôi, không phải làm bất kỳ hạng mục gì anh chị nhé. Chạy cái dòng này rất là đầm, cực kỳ đầm luôn. Vô lăng của nó rất là chắc chắn. Đấy, tăng tốc rất là ok luôn mọi người nhé. Số lại rất là mượt, cực kỳ mượt mà luôn. Đó thì anh chị nào mà quan tâm mẫu BMW 325i này thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Quang Hải Dương anh chị nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý chị và các bạn trong những video sau. Và chúc tất cả quý vị và anh chị một năm mới an khang thịnh vượng.